Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học. Và hôm nay sẽ là bài học cuối cùng trong cái chuỗi này, đó chính là bài 28, nhìn lại quá trình. Thật ra mình biết trong việc học tập của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng sẽ có một cái lúc mà chúng ta cảm thấy chán và chúng ta rất là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà khi các bạn bắt đầu có những cái suy nghĩ đó rồi á, thì các bạn nên dừng lại một thời gian. Các bạn không phải là không dùng bài luôn, mà không dùng báo cô luôn, mà bạn dừng lại để ngẫm nghĩ rằng là bản thân mình đang ở đâu. Đôi khi á, một lúc nào đó thôi, các bạn cũng phải nhìn lại bản thân mình đã đi tới đâu rồi và học tập được những gì, gặt hái được những gì, và cái thông điệp mà bạn nhận được đó, đúng bao nhiêu phần trăm, rồi sai bao nhiêu phần trăm, và vì sao mà dễ sai. Giống như có thể là do chính bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng, hay là bản thân bạn vẫn chưa hiểu được cái thông điệp đó. Vậy nên làm gì làm, chúng ta cần phải nhìn nhận lại để biết coi mình nên phát huy điều gì và còn loại bỏ những cái gì xấu. Và kinh nghiệm chính là những gì mà chúng ta đã trải qua sau một cái quá trình học tập. Nếu mà bản thân đúng, hãy tiếp tục. Còn nếu mà phải sai, thì hãy nhìn là cái sai là cái gì. Giống như lúc này mình đã nói rồi, nếu sai chúng ta hãy chấp nhận sửa. Và tất cả những cái kinh nghiệm mà các bạn tích lũy được, nó đều nằm ở những cái việc bạn ghi chép, bạn trải nghiệm như thế nào. Và đôi khi bạn dừng lại để bạn hiểu bản thân mình hơn. Và sau khi các bạn đã dừng lại, các bạn đã ngẫm nghĩ được rồi là bản thân mình đã tới đâu rồi, lúc này các bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và các bạn cũng nên nhớ là đừng vội vàng. Sau khi trong cuộc sống nó sẽ có những cái khoảng lặng, và trong những khoảng lặng này nè, các bạn phải tập trung vào bản thân mình nhiều nhất. Các bạn phải coi coi là bản thân mình muốn cái gì, giống như là các bạn học Oracle này được tới đâu rồi. Mà sau khi các bạn bình tĩnh hơn á, các bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thì kinh cuộc hành trình của bạn vẫn chắc chắn vẫn sẽ có những khó khăn, nhưng mà với cái ý chí của bạn, với cái sự tự tin, và bạn sẽ phát triển được trên con đường học tập này, thì không có gì có thể ngăn cản bằng được hết. Đôi khi cái việc dừng lại và ngẫm nghĩ nó sẽ giúp cho bạn mạnh mẽ hơn và tiếp tục đi trên đôi chân của mình và không sợ cái gì hết. Và bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.